Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Lúc còn sinh thời thì cô hai luôn hướng về Phật Pháp, cho nên cái vấn đề mà cô hai luôn muốn các con của mình có một cái tinh thông và có một cái lý trí thật sự là minh mẫn và luôn nghe những cái điều mà Phật Pháp dạy. Bởi vì lẽ đó cho nên rằng là các con của cô hai luôn có duyên với Phật Pháp. Và mới vừa đây thì ở phía bên chùa Hoằng Pháp cũng đã chia sẻ về cái khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp vào ngày 16 tháng 10 của năm 2022. Thì quý cô chú anh chị em cũng biết rồi, chùa Hoằng Pháp ở tại Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái địa điểm có rất là nhiều bạn trẻ đã và đang theo để học những cái khóa tu học. Và chùa Hoằng Pháp là một nơi rất là lý tưởng, tại vì nơi đây có những cái khóa tu học hoàn toàn là miễn phí và không cần đăng ký trước. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà muốn đăng ký cái khóa tu học tại chùa Hoằng Pháp thì chúng ta có thể là mang chứng minh nhân dân đến tại văn phòng của chùa trước 20 giờ ngày 15 tháng 10 để chúng ta có thể là đăng ký nhé. Và quý cô chú anh chị em cũng biết rồi, trong ngày thứ bảy sắp tới đây là ngày 15 tháng 10 của năm 2022, vào lúc 19 giờ 45 phút thì sẽ có một cái chương trình văn nghệ giao lưu cùng với lại ca sĩ khách mời. Và chắc có lẽ quý cô chú anh chị em cũng đã nghe được cái thông tin rất là vui, đó chính là ca sĩ Tuyết Dung là con gái cưng của cô hai sẽ cùng đồng hành với lại ca sĩ Lâm Hùng và MC Thảo Liên, sẽ tạo ra một cái chương trình văn nghệ rất là vui, rất là ý nghĩa tại chùa Hoằng Pháp. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà dành chút ít thời gian thì chúng ta có thể là đến tại chùa Hoằng Pháp. Và quý nhà sẽ đọc lại cái địa chỉ để cho quý cô chú anh chị em nào mà muốn có được những cái khoảnh khắc được gọi là xả stress và cùng giao lưu văn nghệ, cũng giống như là đến tại chùa để chúng ta có thể có được một cái tâm lý được gọi rằng nó thảnh thơi hơn, thì chúng ta có thể là đến nhé. Địa điểm là tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý cô chú anh chị em đến đây thì không có cần gì hết á, chỉ cần là mặc đồ trang phục lịch sự kín đáo, trang nghiêm một tí, tại vì nơi đây là cửa Phật mà, cho nên rằng là làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải lịch sự thì mình vào thôi. Dạ vâng, không những là Tuyết Nhung không đâu, mà Quỳnh Trang hay là Thiên Ngân cũng vậy. Các em thường đi hát ở chùa chiền lắm, mà đi hát ở chùa chiền á thì không có tiền cát-xê đâu, nhưng mà với một cái tinh thần được gọi là hướng về Phật và có một cái gì đó để cúng dường cho Phật, cho nên rằng là các em mang lời ca tiếng hát của mình để góp một cái phần công sức bé nhỏ giúp đỡ cho phía bên nhà chùa. Và lúc còn sinh thời thì cô hai thường hay tỏa những cái năng lượng tích cực và giúp cho các con của mình hiểu ra rằng đôi lúc không phải sống vì tiền. Tiền nó không thể nào mà có được cái tình cảm, cái sự chân thành và cái sự tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên rằng á, quý cô chú anh chị em đừng có lên tiếng nói rằng là ôi trời ơi cái show diễn tại chùa có gì đâu mà phải khoe mẽ đồ này nọ các kiểu ngang. Ở đây là không có khoe mẽ, nhưng mà chúng ta có thể là nhận định được một cái điều rằng là cô hai dạy các con của cô ấy chưa bao giờ là đi theo một cái chiều hướng sai cả. Và cô hai luôn giúp cho các con của mình hiểu ra cái lý lẽ của cuộc đời. Sống là mình phải có mục đích, sống là mình phải có một cái gì đó được gọi là chân ái, thì mình sống nó mới có ý nghĩa được. Cho nên rằng là đối với Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang hay là tất cả những người con còn lại của cô hai đều sống vì một cái lý tưởng được gọi là cao đẹp đó quý cô chú anh chị. Dù cô hai có ra đi mãi mãi đi chăng nữa thì ở trong tâm của các em luôn hướng theo Phật và luôn nghe theo những gì mà cô hai đã từng dạy bảo. Cho nên rằng á, nhiều người ở bên ngoài á, người ta nói mắc cười lắm,
Người ta nói có mấy cái show diễn quèn thôi mà cứ lên tiếng nói hoài. Nhưng mà theo như cái cách suy nghĩ của Quýnh Nhà, đây là một trong những cái show diễn. Dù rằng là nó không có tiền cát-xê, dù rằng là nó không có cái gì được gọi là hay đối với các bạn, nhưng mà đối với các con của cô hai thì nó thật sự là ý nghĩa. Đối phía bên của nhà chùa thì nó vô cùng là thân thương. Và đây cũng là một trong những cái cơ hội để kết nối các em với lại phía bên nhà chùa. Vì biết đâu một ngày nào đó các em sẽ trở thành những Phật tử của chùa Hoằng Pháp thì sao? Lúc còn sinh thời cô hai cũng vậy đó. Luôn đi làm công quả nè, luôn đi hát cho chùa chiền nè. Nói chung những cái ngôi chùa ở đâu đi chăng nữa thì cũng có cái dấu chân của cô hai. Vùng xa xôi hẻo lánh hay ở đâu cũng đều có cô hai đặt chân tới. Và đó là những cái năng lượng tích cực đó quý cô chú anh chị. Đâu cần phải khoe mẽ rằng là ơi tôi giàu hay là tôi có tiền hay là tiền cát-xê của tôi nhiều. Đối với đại gia đình của cô hai không có cần những cái điều đó, không cần màu mè, không cần khoe mẽ. Âm thầm làm những việc có ích cho đời thôi. Ngay kể cả chị Diễm Phạm cũng vậy. Kể từ ngày mà cô hai ra đi mãi mãi á, chị ấy luôn tích cực tham gia vào trong những cái chương trình hoặc là đi đến rất là nhiều cái ngôi chùa và thay mặt cho cô hai tham dự trong rất là nhiều cái sự kiện của chùa chiền. Và đó là một cái điều để cho chị ấy cảm thấy rằng thật sự là thanh thản, thật sự là yên bình. Cho nên rằng á, nhiều người người ta không có coi trọng những cái vấn đề mà đi hát cho chùa chiền, ví dụ như là anh cờ đó quý cô chú anh chị, hát ở nơi nào có tiền nhiều thì hát. Chứ hát ở chùa chiền đồ này nọ các kiểu thì anh ta thấy rằng là nó không có giá trị. Cho nên từ xưa đến nay á, những cái vấn đề mà đi hát cho chùa chiền hay đi hát cho nhà trường hay là đi hát cho những cái nơi mà được gọi là free đó quý cô chú anh chị thì anh ta đều khước từ và từ chối. Và mỗi lần như vậy á, thì cô hai đều năn nỉ rằng là cứ con cứ cố gắng đi hát cho chùa chiền đi, con cứ cố gắng đi hát cho trường học đi. Tại vì đó sẽ là một cái cơ hội để cho con tiếp xúc với lại rất là nhiều quý cô chú với chị em. Và cũng nhờ những cái sự đi hát mà không cần tiền cát-xê đó sẽ giúp cho cái tên tuổi của con bay cao và bay xa hơn. Chứ nhưng mà bản thân của anh cờ thì cứ nghĩ đơn giản rằng là ôi trời ơi không có tiền đi hát chơi cho nó mệt. Bởi vì lẽ đó mọi người, cho nên cái tính cách của anh cờ nó khác biệt so với tất cả những người con trong đại gia đình của cô hai là như vậy đó. Nói đi nói về thì nhiều người người ta nói sao nhắc nhiều về anh cờ, không nhắc làm sao được quý cô chú anh chị. Không thấy bên phía của anh cờ ngày đêm cứ ra rả về cô hai, ra rả về chú Mạnh Quỳnh hay là ra rả về hậu duệ của cô hai hay là sao? Mà người ta nói đâu có vừa vặn gì ai đâu, bới móc đủ đường. Mà Quýnh Nhà cũng không hiểu được rằng là những cái con người đó tại vì sao người ta nhỏ nhặt quá. Vừa qua đó quý của chú anh chị em cũng biết là cũng chính vì cái câu chuyện của chú Mạnh Quỳnh luôn song cao cùng với lại ca sĩ Dương Huệ thì bắt đầu người ta sẽ lên tiếng, người ta nói rằng là chú Mạnh Quỳnh như thế này, chú Mạnh Quỳnh như thế kia với lại ca sĩ Dương Huệ đôi này nọ các kiểu. Nhưng mà bây giờ nếu như mọi người mà theo sát cái sự việc mà phía bên bộ cần cần của anh cò thiêu dệt và bịa đặt á thì sẽ biết rõ rằng là người ta luôn lấy cái điểm nhấn này để hạ bệ phía bên đại gia đình của cô hai. Người ta sẽ lấy cái cớ này để làm lung lay cái tình cảm của chú Mạnh Quỳnh dành cho người bạn tri kỷ là cô hai. Và có nhiều quý cô chú anh chị em mà không vững lòng tin á thì người ta sẽ nghĩ rằng là ôi những điều đó là đúng. Và chúng ta cũng đâu có cần phải lý giải hay là lên thanh minh thanh nga cái điều gì nữa đâu. Tại vì sao à? Mệt mỏi quá. Cô hai cũ cũng đã mất rồi. Người sống thì người ta vẫn tiếp tục sống cho cái cuộc đời, cái tương lai và cái sự nghiệp. Nhớ cô hai, thương cô hai thì để ở trong lòng. Chứ quý cô chú chị em nghĩ thử coi. Bây giờ nếu như cô hai có còn sống đi chăng nữa, cô hai cũng sẽ không có ngăn cản hoặc là cũng không có tham gia mấy vào trong cái câu chuyện của chú Mạnh Quỳnh đâu. Vì biết sao mà, người ta tôn trọng cái quyền riêng tư của mỗi người.
gia đình của chú Mạnh Quỳnh thì chú ấy tự biết bảo vệ cho gia đình của chú ấy. Cho dù mình có nói hàng trăm hàng nghìn lần thì cũng không thể nào mà làm được cái gì cả. Bởi vì là đó, cô hai lúc còn sinh thời cô hai đều tôn trọng tất cả những điều mà người bạn tri kỷ của mình. Cho nên rằng mọi người hãy hiểu và đừng có nghe theo những cái lời xuyên tạc bịa đặt ở phía bên ngoài. Tại vì mình càng nghe thì phía bên đó người ta sẽ càng vui và có cái cớ để hạ bệ cô hai hơn. Ok, cái đoạn video này của Quý Nha thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nha nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.